các cậu có thấy một người dậy sớm, chăm chỉ làm việc, chân thành và trung thực mà lại than thân trách phận, phàn nàn về cuộc đời của mình hay không? Nỗ lực là điều cần phải để con tim chậm lại và kiên trì lâu dài. Sự chín chắn và thành công đòi hỏi các cậu phải chiến đấu một mình và chịu đựng vô số ngày tháng cô đơn, lẻ loi. Cái giá của sự trưởng thành chính là ngoài sự cô đơn, cần phải học yêu chính mình và sống với cô đơn. Ai rồi cũng phải lớn lên cho dù các cậu có muốn hay không, và không chỉ là về thể xác mà là trong cách nhìn nhận thế giới. Trưởng thành cũng không hẳn là mất đi hay nhận được, mà đơn giản là trên hành trình trưởng thành ta sẽ có đầy những trải nghiệm vui, buồn, mặn, đắng, cay. Hành trình nào rồi cũng vậy thôi. Ai rồi cũng sẽ lớn lên trên hành trình mà bản thân đã chọn bước đi. Có đúng vậy không nào?